Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10 trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ, đoạn qua xã Ea Rắc, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho 4 người thương vong. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10 trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ, chiếc xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 81M5000 lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, đến địa phận xã Ea Rắc, chiếc xe bất ngờ mất lái chạy thẳng sang lề đường bên trái và lật nhào. Trên xe lúc này có 4 người. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 3 hành khách khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách bay qua giải phân cách ở lề đường, nằm lật nghiêng, kính xe và nhiều bộ phận khác của chiếc xe bị hư hỏng nặng.